ở Paris Montreal cho ra đời một cuốn sách nhan đề là La littérature en France depuis 1945. Các tác giả là Jacques Bersani, Michel Autran, Jacques Lecat, Bruno Garcia đã cho rằng từ năm đó trở đi, văn học Pháp Quốc không phải chỉ là thơ, tiểu thuyết và kịch bản mà thôi. Vào thời đại này, trong văn học phải kể thêm chuyện trinh thám, chuyện bằng tranh và ca khúc. Riêng về ca khúc, người ta nhận định rằng sau Thế chiến II, vì có sự góp mặt của các thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ như Jacques Prévert, Boris Vian, Joseph Kosma, Georges Brassens, Charles Trenet, v.v. ca khúc chanson của nước Pháp phải đi vào văn học sử, bởi vì nó không còn là một thứ văn nghệ yếu kém nữa. Thơ Prévert đã được phổ thành ca khúc và rất thành công, cho nên vào lúc đó triết gia Jean Paul Sartre đã làm lời ca cho bài La Nuit de Brabanto. Nhà thơ Raymond Queneau soạn lời cho ca khúc Si tu t'imagines, và Georges Brassens thì đem thơ Victor Hugo, Beaufort thì để mà phổ nhạc, Léon Ferré thì phổ thơ Paragon, và Hélène Martin thì phổ thơ Jean Genet. Trong sách con có chữ nói rõ rất đúng về ca khúc của ca Giroud. Trong sách nó có nói rõ về chỗ đứng của ca khúc. En quelques années, la chanson est devenue intelligente, humoristique, sensible, sacrée, enfin intéressante. La chanson a pénétré toutes les couches sociales. Elle fait partie de notre vie quotidienne. Biên giới giữa ca khúc và thơ gần như không còn nữa. Nhạc còn làm cho thơ hay lời ca của người đi vào, đi nhanh vào lòng người. Bây giờ thì ta nói đến văn học sử Việt Nam, phần nhiều nó là những bậc những thi phẩm được hát lên như là chuyện Kiều với lối kể Kiều, Lục Vân Tiên với lối nói thơ Vân Tiên. Dân chúng thường biết đến văn chương thi ca qua hình thức ca ngâm, cho nên tác phẩm thường có thêm chữ ngâm hay là chữ ca vào, ví dụ Chinh Phủ Ngâm, Cung Hoán Ngâm, Giao Hôn Ca. Còn hát ả đào thì hoàn toàn là thơ của những thi sĩ lỗi lạc như là Tú Sương, Nguyễn Khắc Khiếu. Ta có thể nói văn học sử Việt Nam là của từ trước là những ca khúc ngắn hay là dài. Trong nhạc sử Việt Nam thì kể từ khi có tân nhạc để thay thế cho cổ nhạc, thì ca khúc dù là đoạn khúc hay là những trường ca, dù sử dụng nhạc ngũ cung của dân tộc hay đi theo đường lối nhạc chủ âm của Âu Mỹ, thì ca khúc đều đã đóng một vai trò rất lớn. Nó có một chỗ ngồi rất vững trong lòng người, không phải là một mà tới ba bốn thế hệ. Thời xưa là một người soạn ca khúc, tôi không hề có một mặc cảm nào cả. Tôi cứ mãi mãi là một người soạn ca khúc, bởi vì sau khi đi học ở Pháp về và nhìn vào tình trạng sinh hoạt ở nước nhà, thì tôi thấy rằng tôi không thể nó đi vào con đường nhạc thuần túy như nhạc cổ điển Tây Phương được. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng nếu tiếp tục soạn ca khúc thì phải làm sao thăng hoa nó lên. Nghĩa là phải làm sao cho cả phần nhạc và lời càng ngày càng tiến bộ. Nghĩa là vào lúc cuối đời làm sao cho nhạc của mình có thể tiến dần cái cõi giao hưởng mà hình như mọi người đều coi như là cái đỉnh của nghệ thuật âm thanh, mà vào làm sao cho lời ca của mình có thể đi vào văn học sử. Ca khúc của tôi như mọi người đã biết, về phần lời ca đa số là do tôi soạn, và một số là những bài thơ đã nổi danh hay chưa ai biết tới khi được tôi phổ nhạc. Lý do tôi thích phổ thơ thì cũng rất giản dị thôi. Trước hết là tôi yêu thơ từ ngày tôi còn bé. Lớn lên tôi có rất nhiều bạn là thi sĩ làm thơ hay và làm cho tôi càng yêu thơ hơn lên. Cuối cùng tôi có một người bạn gái rất yêu thơ tiền chiến và làm 300 bài thơ tặng tôi. Hành trình phổ nhạc những bài thơ hay của tôi xét ra cũng thật là dài. Trong năm 1942 lúc tôi khởi sự soạn bản ca đầu tiên của mình, thì vì chưa biết soạn lời ca, cho nên tôi đem bài thơ Cô Hái Mưa của Nguyễn Vĩnh ra phổ nhạc. Lúc đó tân nhạc mới ra đời, và trong đám nhạc sĩ mầm non có phong trào soạn những bài hát về các cô như là Cô Lái Đò của Nguyễn Đình Phúc, Cô Láng Giềng của Hoàng Quý,
Hoàng Bán Hoa, Hoàng Giáp, Hoàng Nước của Vũ Huyến, Cô Sơn Nữ của Trần Hoàng, và có cả một bài tên là Cô Tê Đen của Vũ Trấn nữa. Cô Lái Đò của Nguyễn Đình Phúc. Xuân đã đem mong nhớ Hoàng Giáp.
xưa thì nghe như thế này. Khi trời êm ả và trong sáng
con gái hai mơ là cô chữa về đường còn xa và bóng tà dương dần tóc tóc thay cô ở lại về tôi phổ nhạc thì tôi cho nó có một cấu phong là ba đoạn nhạc. Đoạn một với hơi điệu trầm tĩnh và minh mông dẫn chúng ta vào cảnh về chiều mơ mộng của thi sĩ. Đoạn hai, đoạn nhạc này với nhạc tính nhanh nhẹn và hơi mạnh mẽ, với tiết điệu khá phức tạp của nét nhạc, những nhịp ngoại và những thanh trình cao thấp, những nốt đúc lực crush phức tạp, những chuyển biến đột ngột từ hơi trở qua hơi thứ. Đoạn ba rủi thay những sự kỳ diệu trên đây đã chẳng quyến rũ nổi cô gái mơ nọ, và bài hát kết thúc buồn bã trong sự thầm nhắc lại hai đoạn đầu. Đường chiều một khách thơ say nhiều năm thắc mắc vì sao không được cô hái mơ trả lời, thì bây giờ tôi mới ngộ ra rằng cô gái hái mơ này là người Mường, vào thời đó không thông thạo tứ kinh nên không trả lời là đúng quá. 60 năm sau, bài cô hái mơ lại được hòa âm lại và hát lên như sau. Thôi
xa dãy núi xanh bờ, nghe trời trong sáng và êm ái, thấp thoáng rừng Quay mơ thì đến một bài thơ ngắn ngủi, rất ngắn ngủi của thi sĩ Lưu Trọng Lư là bài Tiến Thu, đã được tôi phổ nhạc một cách rất giản dị và rất trung thành. Câu thơ ra sao thì tôi phổ nhạc như thế. Thank you.
rồi tôi thấy rằng phải thêm nhịp và thêm chữ vào bài thơ để cho nó dài thêm, và nó có hơi thu và nó có thêm cả cảnh thu nữa. Đó thì... Chim
sau đó là bài Vần Thơ Sầu Rụng, cũng của Lưu Trọng Đư, với tiếng quay đều diễn tả vòng quay của chiếc xe tơ. Sau khi nói tới một vài xảo thuật âm nhạc dùng vào việc phổ thơ khiến cho bài hát rõ nghĩa hơn, bây giờ tôi xin nói tới bài Nụ Tầm Xuân. Đây là một câu ca dao và nước ngâm nước. Theo lối xưa thì ta không cần phải thêm câu thêm chữ, mà bây giờ thì tôi phổ thành bài một ca khúc thì phải có sự thêm thắt. Thứ nhất là chỉ hai chữ trèo lên trong câu đầu đã trở thành 10 vần trèo lên, lên, trèo lên, trèo lên, lên, trèo lên. Tuy vậy, nhưng giai điệu không tẻ một chút nào cả, vì giai điệu cũng trèo lên theo lời 10 vần đã lên gần 2 bát độ. Thứ nhì, dùng thêm cái chữ lót, tức là melisma, một chữ bật kéo dài, uốn éo lên xuống qua nhiều cung bậc, như là lên cây bưởi y hái hoa. Câu sau cũng dùng những kỹ thuật đó, bước ra vườn cả, bước ra vườn cả, hái nụ tầm xuân. Thứ ba, sang đến những đoạn sau, tiết tấu chậm dần và trở thành ngân nga. Sao em không hỏi, sao em không hỏi, những ngày cũng còn không, rồi bỗng trở lại nhịp nhàng. Giờ đây, giờ đây, giờ đây, em đã có chậm. Trèo lên, trèo lên, lên trèo lên, lên cây bưởi hái hoa. Bước ra ra vườn cà, bước ra ra vườn cà, cà hái nụ tầm xuân. Xuân nở ra xanh biếc.
lắm thầy. Một miếng trầu cay hơi chàng, chàng ơi nào khó. Một miếng trầu cay hơi chàng, chàng ơi khó gì. Sao anh không hỏi, sao anh không hỏi những ngày em còn thơ. Giờ đây, đây giờ đây, giờ đây, đây giờ đây, đây em đã có chồng. Em đã có chồng, như chim chim vào lòng, như cá ngậm bội vào lòng biết thua nào ra. Những cách lót lấy và dùng melisma như vậy tôi còn dùng trong những bài dân ca khác, như là bài đố ai biết lúa lúa mấy câu xin lỗi, lúa mấy cây biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng. Ngoài ra là vì đây là một bài dân ca mới, cho nên ngoài những đoạn ca dao cổ thì tôi cho thêm một đoạn mới là đố ai nằm ngủ không mơ, biết em ngủ không mơ, biết em nằm ngủ hay mơ, nửa đêm anh xuống bến bờ yêu lương. Thank you.
Tiếp theo là một ngữ thuật khác trong bài Tiếng Sáo Thiên Tai của ông Tế Lữ mà Tư soạn vào năm 1952. Phổ thơ bài này tôi đã bắt thơ phải chạy theo nhạc, tức là đặt quy tắc nhạc lên trên thơ. Những câu thơ của Thế Lữ không còn là thơ lục bát nữa, mà được sắp đặt lại để có được một âm điệu thích hợp. Xuân tươi, êm êm ánh xuân nồng, nâng niu sao bên rừng, dòng ba chú yên bình. Lời ca là xuân tươi, êm êm ánh xuân nồng, nâng niu sáo bên rừng, dăm ba chú kim đồng. Hò sáng xê tiếng sáo, nhẹ nhàng lướt cỏ nắng, nhạc lòng đưa hiu hắt và buồn xa, buồn vắng, mênh mông là buồn. Tuy lời lẽ khác hẳn với nguyên bản, nhưng đọc kỹ ra thì ta vẫn thấy tất cả những từ ở trong nguyên bản như là ánh xuân lướt cỏ, xuân tươi, bên rừng thổi sáo một hai kim đồng, tiếng đưa yêu hát bên lòng, buồn ơi sao vắng mênh mông là buồn, cũng đều có trong bài ca, gần như không thiếu chữ nào cả. Chỗ đặc biệt của cái đoạn này còn là cộng với lời ca của hai câu trước và lời ca của hai câu sau, thì tất cả là 120 chữ. Tôi chỉ ngừng ở chu âm, tôi chỉ ngừng ở chủ âm ở vài đoạn cuối mà thôi. Về ý thơ, có một sự tương phản và hòa hợp giữa vui, cái cảnh vui của cảnh thiên tai và cái buồn buồn của thi sĩ. Nhớ cảnh thiên tai không bao giờ tìm lại được nữa. Sự đối xứng này đã được tôi diễn tả bằng sự khác nhau giữa hai đoạn nhạc. Do đó, tôi có những chuyển cung như sau. Oh,
sau tôi tạo ra một sự tương phản qua việc chuyển từ Do major qua Mi minor, Son major, rồi dùng những hợp âm Mi, La, Re, Son và Do nối tiếp nhau từng quãng tư một cách rất tự nhiên, hợp lý và cổ điển. Đây là những modulation rất đặc biệt, nó làm cho điệu nhạc này có những màu sắc bất ngờ, độc đáo, mơ hồ, lâng lâng, buồn buồn. Nói tóm lại là nó rất hợp với lời ca trời cao xanh ngắt. Ô kìa, gai con lạc trắng bay về bồng lan. Những chuyển công liên miên như thế này làm cho màu sắc trong đoạn sau thay đổi không ngừng, khiến cho người nghe có cảm tưởng như đi qua một cầu vòng âm thanh. Trong đoạn trước, sự chuyển động của nhạc nằm ở bề mặt, ở tiết tấu rộn rã, còn sang đoạn sau, sự chuyển động nảy lặn suốt chiều sâu của hòa âm. Khi nãy tôi nói về bài Tiếng Sáo Thiên Tai, tôi có nói là trong suốt 120 câu hát tôi chỉ ngừng một lần ở chủ âm mà thôi. Trái ngược lại với một bài khác là bài Ngậm Ngùi, trong đó cứ sau 1-2 câu là tôi cho ngưng nghỉ ở chủ âm. Thank you.
nắng chia nửa bãi chiều rồi về chùa âm, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rồng lại chùa âm nữa, sợi buồn có dậy răng mau em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây lại về chùa âm nữa. Thì bởi vì bài thơ Ngậm Ngùi lúc được phổ thành ca khúc là một bài hát ru những câu ước mơ trở về cuộc sống bình thường, ngủ đi em mộng bình thường, ru em sẵn tiếng thủy ru đôi bờ, cho nên tôi luôn luôn cho nó nghỉ ở chùa âm. Cũng như trong một bài thơ của Xuân Diệu, bài Chiều mà tôi gọi là mộ khúc cũng vậy, giai điệu cứ luôn luôn trở về chùa âm vốn là yếu tố đóng góp và bình thường hóa cuộc sống trong thời chiến.
thơ khi soạn giai điệu cần phải chú ý đến nội dung của bài thơ, nghĩa là phải tùy vào không khí của bài thơ để chọn âm giai phù hợp. Chẳng hạn bài thơ Còn chút gì để nhớ của nhà thơ Vũ Hữu Định và tôi phổ nhạc vào năm 1972. Bài thơ nói tới một thành phố bé nhỏ ở cao nguyên và nỗi cô đơn của một người ở đó. Cảm ơn thành phố Pleiku vì có em má đỏ môi hồng. Vì là một bản nhạc miền núi cho nên tôi dùng âm giai múa cung có bán cung của miền rừng, đồ đi pha son si đô. Cây dây đàn khi tấu lên mỗi một nốt nhạc, lời thơ nguyên bản là Le sanglolo de violo de l'automne, les bouquets d'une langue monotone, tout ce qu'on est plein quand sonne l'hiver, je me souviens des choses anciennes et je pleure et je m'en vais
au vent mauvais, qui m'emporte d'ici, de là, Paris à la feuille morte. Tôi dịch ra Việt ngữ và phổ nhạc tu ca điệu du đơn. Thank you.
quay về với việc phổ thơ Việt Nam, tôi xin đưa ra những bài thơ của Phạm Chê Tư do tôi phổ nhạc. Trước hết là bài, một bài trong 10 bài đạo ca, đó là bài Pháp Thân, xưng tụng tình yêu cao cả, tình yêu len cả vào giữa những trang kinh, phả hơi thơ vào mỗi câu kinh tiết kệ. Về nhạc lý, điểm đặc biệt của bài này là tôi xưng toàn bản nhạc căn cứ vào hòa âm, chứ không phải là từ sự ngân nga của câu thơ xưa em là kiếp chim, chết mục chết đường nhỏ, anh làm cội băng mai để tan em chờ mỹ thùa. Chúng tôi đặt tên cho loại ca này là đạo ca trong thành bạch sương mù, một người đi tìm sự thật đã thoát ra khỏi đám sương mù tối ám. Sự thật có thể ở rất gần ta, nhưng ta không thấy. Bài ca khởi đầu ở son trường, nhưng ngay trong cuối câu đầu đã xuất hiện một nốt mi dài, nghe là lạ. Trở về son trường, nhưng lại xuất hiện một cụm si dài. Câu nhạc nghe khúc khỉu, lần mò, sờ soạn nhiều lần như muốn đổi giọng, nhưng lại trở về chỗ cũ. Dân lý như sát gần, nhưng lại xa vời. Xưa em làm tiết lá, rụng xuống lòng suối thu, anh làm mưa tháng bảy, tôi hàng lệ ướt tư tư. Nhưng rồi bỗng như một tia sáng trời ré lên, thành vách sương mù tan đi, và chân lý huy hoàng hiện ra trong giọng mi giảm trường, nghe đầy vẻ hân hoan. A ta tin hai mà một, a ta tin một mà hai. Một giọng mi giảm thật bất ngờ và cũng thật hợp lý, thật xa lạ, thật gần gũi, vì từ hợp âm son trường tới mi, từ hợp âm mi giảm chỉ có hai, đổi có hai bán cung mà thôi. Chân lý ở ngay cạnh ta mà ta không biết.
Một bài thơ khác của Phạm Thiên Tư là Đưa em tìm lục hoa vàng. Đây là những câu thơ rút ngắn từ một bài thơ rất dài, xưng tụng tình yêu thoát tục. Có thể kể thêm một bài khác như Gọi em là đóa hoa sầu, em lễ chùa này, vân vân. Tình yêu trong những bài này đầy vẻ thanh khiết và mang tính chất tâm linh nữa. Oh.
tới bài thơ Đồi Tím Hoa Sim của Vũ Loan là một chuyện tình buồn. Trong chiến tranh không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ hậu phương. Nhưng tôi không kể một câu chuyện buồn của một người lính. Tôi nhấn mạnh tới những bước đi hùng mạnh của đoàn chiến sĩ trên đồi Tím Hoa Sim với chủ đích biến một bài hát buồn thành một bài hùng ca. Đi bộ đôi lâu rồi, nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nàng hay còn dài, tóc nàng hay còn dài. Tôi là người chiến binh, xa gia đình đi khám chiến, tôi yêu nàng như yêu người em gái, tôi yêu người em gái, tôi yêu người em gái, tôi ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, buồn đồng quê vết cái giày chiến sĩ. Tôi mới từ xa để đơn vị về, tôi mới từ xa để đơn vị về. Nam tử vui bên anh chồng chỉ côi, thời là đi có ai cần đau cưới. Cưới vui xong là tôi đi, cưới vui xong. Chốn xa xôi nhớ về ai ngại, lấy trong chiến binh mấy người trở lại. Mà nhớ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết vì trai chiến sĩ mà chết người gánh nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết vì trai chiến sĩ mà chết người gánh nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết vì trai chiến sĩ mà chết người gánh nhỏ miền xuôi. Hỡi ôi, mang hồn bên mộ vàng chiếc bình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình hương. Nhớ xưa em hiền hoa áo anh em hiền ta, nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu xanh.
phút lìa đời. Chẳng được nói một lời, chẳng được ngó mặt người. Trước hết là một bài thơ của tiến sĩ Bích Khê do tôi phổ nhạc trong năm 2010. Tôi đã phổ bài nhạc Sầu Lãng Tử của tiến sĩ và gọi đó là một dị khúc. Nhưng chữ dị ở đây là bình thường dị, không phải là lập dị hay là dị thường. Bởi vì nhà thơ là một lãng tử. Sau này ông nằm giường bệnh từ năm 26 tuổi, rồi ông qua đời khi ông 30 tuổi, cho nên ông buồn. Và ông khóc, buồn sao muốn khóc, cho ra tiếng, nước mắt tương tư phả điệu buồn, buồn sao muốn khóc, như là con nít, dạo dực như điệu đàn tương tư, buồn sao muốn khóc, cho ra máu, hiện ảnh trong hồn một đám ta, buồn sao muốn hốt, bao nhiêu lệ, viết mạnh trong tay một chữ này, đời du lãng buồn như cổ độ. Khóc lóc ngây thơ tóc bạc chẳng hay, lòng người du lãng buồn hơn cổ độ. Chết đi rồi máu vẫn cuồng say, làn sóng thứ ba dâng lên khóe mắt. Ôi thôi rồi chết sững cả con người, làn sóng thứ ba tràn lên khóe mắt, màu hoa trang điểm cặp phối cười. Có người buồn quá không sao khóc, không sao khóc làm mùi thanh khí quyện tiên hương. Có người buồn quá không sao khóc, khóc sao được, khóc sao được. Miệng như cứng miệng tràn, hào quang như chảy tơ vải,
cười như ngọc rộn, rộn thành hương hoa, hương hoa. Bên kia sông Ú, thơ của Hoàng Cầm. Đây là một bài thơ dài, nhiều đoạn thơ có nhiều động tác. Khi thì nói tới cảnh thanh bình, êm ấm của địa phương, giống như một bức tranh Đông Hồ đầy màu sắc dân tộc. Nói tới phiên chợ Hồ, chợ Sủi, với cô hàng xén răng đen, những cụ già tóc trắng, những em bé sột soạt quần nâu, những người thợ nhuộm đồng tỉnh Huê Cầu,
tới mẹ già còn gọi gánh hàng rong. Khi thì nói tới giặc Pháp hung tàn kéo lên đốt làm giết dân, xì xổ cướp bóc phá phiên chợ nghèo, bộ đội bên sông trở về đồn giết lại. Tôi phải dùng một thể tài âm nhạc mới là Rhapsody để phổ nhạc. Xưa kia Rhapsody theo nghĩa cổ Hy Lạp là bài vè lịch sử. Trong âm nhạc ta gọi Rhapsody là một cuồng tưởng hay là cuồng tấu. Trong thi ca đó là điệu ngâm hoa trương cường điệu. Xin tôi gọi bên kia sông Bốn là trường khúc tự do vì nó khác với các thể tài khác như là Rans, Gavot, Tango, Sodata vốn là những thể tài có khuôn khổ nhất định. Lý do cái phổ nhạc Rhapsody sông Bốn này là vì từ đầu năm 2010 tôi thấy không có một bài viết nào của Hoàng Cầm trong các báo Xuân, thì viết ngay là anh bạn của tôi ốm nặng. Tôi muốn cho anh đỡ buồn nên ngồi soạn viết cái sông Bốn để anh nghe, nhưng soạn xong rồi chưa kịp thu thanh thì anh qua đời. Tôi cố gắng hoàn tất bài này để kịp cho hát trong những ngày, trong ngày lễ 100 ngày mất của Hoàng Cầm. Phổ nhạc bài Bên Kia Sông Lũ, tôi cũng muốn nhắc lại mối tình bền bỉ giữa tôi và Hoàng Cầm kể từ ngày cùng nhau làm văn nghệ ở chiến khu 12, 1947. Qua những trang hồi ký nói với anh bạn và qua việc phát huy Hoàng Cầm ra khi tôi phải xa anh, rồi tới những cuộc tái ngộ ở Hà Nội cho đến lúc tiễn đưa anh đến tận nghĩa trang. Người nào mà nghe Rhapsody Sông Bướm này sẽ thấy ngay là nhạc phẩm này không có những đặc tính mà người ta nêu lên ở trên. Nhạc phẩm này trên thực tế không phải là một bài ca phổ thông, khác hẳn. Với đó, nó là một sự suy nghĩ bằng âm nhạc về một bài thơ dài với nhiều khoảnh khúc và nhiều tâm trạng khác nhau. Những câu nhạc trong tác phẩm này nhắc đến nhau, nhớ lại nhau mà không lặp lại nhau. Có nhiều bản nhạc trong bài này có tính chất duy nhất về giai điệu, về mặt phải âm. Nói một cách khác, những đoạn này có một cái gì chỉ xuất hiện trong một lần, trong một bài mà thôi. Vì thế mà những giai điệu trong bài này không trở nên sở hữu riêng tư của một người nghe. Người đó sẽ không có cách nào tự hát lại về sau. Nhưng mà trên mặt khác, người ấy sau khi nghe xong Rhapsody Bên Kia Sông Bướm này thì rất có thể sẽ có khả năng thưởng thức nội dung của bài thơ một cách sâu sắc hơn trước, bởi vì phần âm nhạc của Rhapsody khiến cho cấu trúc của bài thơ này hiện lên một cách rõ ràng và có nhiều đoạn vẽ bằng nhạc làm cho các hình ảnh trong bài thơ càng phong phú thêm.
từ ngày khủng khiếp dần kéo lên một mùa hung tàn, dù ta khô nhà ta cháy cho mộ một đàn người dài lê tắc máu chợt lũ quỳ bắt tay chừng chừng, đua dây đinh.
đàn quê ru rất mất thù ăn không ngon một viên đứng không đúng chúng mình phát hiện quay buồn như sáng trên đống lửa và cánh đồng mà còn tràn chưa bao nhiêu năm đẹp coi đấy là cái lời chúc của chúng ta đối với các tác phẩm riêng cũng như bác Trần Văn Khê, và hy vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội chúng ta có mặt ở nhiều nơi. Và riêng tôi có chắc là cái ý chúng ta có nói tại sao chúng tôi chọn nơi này, một phần nó gắn với Hồ Gươm thân yêu của tất cả chúng ta, mà rất nhiều những tài năng bắt đầu từ cái mặt hồ này. Thứ hai nữa, ngôi nhà này ngày xưa được gọi là khai trí kiến thức. Có lẽ đó là một ước mơ rất lớn của thế hệ ông cha chúng ta khi bước vào một thời đại mới, mong muốn để rồi chúng ta trải qua rất nhiều thăng trầm, rất nhiều thử thách của đất nước cũng như của mỗi con người, để ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây với mong ước là khai dân trí, mở mang hiểu biết của chúng ta, trong đó có hiểu biết về một thế hệ đã và đang qua. Với tinh thần ấy, một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác Phạm Duy, bác Trần Văn Khê, đặc biệt là ở đây chúng tôi thấy có những đồng nghiệp là những người nhạc sĩ lão thành,
như bác Nguyễn Văn Quy, như bác Phạm Tuyên, như anh Hồng Đăng và rất nhiều các anh chị ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong Hiệp hội UNESCO đã dành buổi chiều hôm nay cho một cái buổi gặp gỡ mà tôi nghĩ rất có ý nghĩa này. Cuối cùng tôi đề nghị chúng ta một lần nữa vỗ tay để chúc mừng bác Phạm Duy, bác Trần Văn Duy và chúng tôi xin được cảm kết tặng các những cái bó hoa hy vọng. Và chúng ta cũng sẽ cảm ơn tất cả những ca sĩ đã được trình bày trong một tiết nhạc phải nói nó minh họa rất nhiều cho những lời nói của bác Phạm Duy ngày hôm nay. Xin được cảm ơn. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào và xin cảm ơn nhà hát ca múa nhạc nhẹ Quang Trần Bình đã tạo một cơ hội cho chúng tôi một không gian rất là đáng quý.